Đây, hôm nay rảnh rỗi về thăm lại căn nhà cũ. Đó, thì đây là căn nhà thao hao nè. Này, đi một vòng khu này, bữa nay cây cối nó lên hết rồi, nó lên hoa nó nở hết rồi. Đây, căn nhà cũ chỗ nhà mình đây. Khu nhà này. Mình thì giờ mình qua cái khu nhà single mình ở rồi. Để nhà lại cho như là nở. Đó. Mà cây đào này đã mọc hết rồi, bữa hôm trước á. Hôm trước thì nó mùa đông đó, nó trụi lá, bữa nay là lá nó xanh hết rồi. Đó, này lá đẹp rồi nè, thấy không? Khu này rất là đẹp. Toàn bộ khu này bữa nay thì giờ này nít đi học chưa về. Cho nên nó còn ấy lắm. Nó còn vắng lắm. Rất đẹp ha, bầu trời xanh trong, cây cối trên. Quay phim cái này nhìn thấy rất là ấn tượng, lên rất là đẹp đó. Đó. Khi người ta đổ rác xong rồi đó thì mình sẽ đưa rác vô thôi, lấy thùng rác đưa vô đây, xong rồi kéo thùng rác vô. Bây giờ là cái thời gian bây giờ là 10 giờ kém 15, và tôi đã bắt đầu được tự do từ giây phút này cho đến tới 7 giờ tối, coi như là thời gian này rảnh rỗi và tôi sẽ làm chuyện của tôi. Đó là đi chơi, đi quay vlog, rồi đi viết phần mềm công việc của mình, công việc tự do của mình. Rồi bây giờ mời các bạn đi xem trồng cái khu này nha, hôm nay đẹp quá, chạy vòng cho các bạn coi. Mùa hè chỉ cần trong tay có một chai nước này thôi, và tôi bóc lột cái xe hơi là tới cùng luôn, đi khắp mọi nơi. Rồi bây giờ chúng ta lên đường nha các bạn. Vào những lúc mà mùa đông lạnh lẽo, không có tiện đi lại đó, lái xe từ đây về nhà nó lâu lắm, mà lại đi nguy hiểm nữa, cho nên là mình thường đi đến thư viện mình làm việc. Nhưng mà bữa nay đến đâu có làm việc, đến đó chơi một chút thôi để cho các bạn thấy, rồi mình sẽ quay về nhà, quay nhà mình làm việc. Cùng lắm là đến thư viện mình chỉ có làm động tác là mình nhờ cái wifi công cộng đó là nó mạnh để mình nói chuyện với các bạn ở Việt Nam, chia sẻ cho các bạn Việt Nam số vấn đề qua Skype, tại vì điện thoại mình đó nó có 4G nhưng mà nó cũng có limit, cho nên là gọi hết thì nó uổng, để dành khi nào cần thiết thì mới gọi, nếu mà chỗ nào không có wifi lắm mới gọi thôi. Thưa các bạn, đây đường xá của Mỹ nè, các bạn coi đi, đường xá của Mỹ đẹp không? Giờ mùa mùa này là ấm áp rồi, nó không còn miếng tuyết nào hết, tan hết rồi. Chỗ nào của Mỹ nó cũng có cái stop sign chứ, cho nên nhiều khi về Việt Nam chạy hay khựng lắm. Tới cái 3 ngã 4 mà cứ hay hay ấy, mình thấy lo lắng là sợ có tất sai mình nhìn vượt. Hôm qua Việt Nam mà lái lâu qua Mỹ là bắt đầu bực bội chỗ là mình hay cái quá đà, mình không để ý tất sai là dễ cái ăn ăn đòn. Đến cái khu này là khu của chính phủ rồi, bên đây nó là community, chỗ government. Kia là những cái chỗ mua bán cà phê nè, quán cà phê. Bên đây là quán ăn. Bây giờ này thì người Mỹ họ chưa có dậy đâu, mới có 9 giờ 55 phút mà bắt đầu họ mở cửa là 10 giờ các cái tiệm ăn đây nó mới mở cửa, vì vẫn tanh vẫn teo, thấy không? Không ai chứ, người ta đậu xe ở đây chẳng qua là người ta đi đi vô đó, người ta làm đó, hoặc là người ta đi công viên này. Tôi ghé chỗ công viên này
cái thư viện này nó có công viên cái bên rất là đẹp luôn á. Rồi tôi sẽ đi vô thư viện. Bữa nay thư viện nó mở cửa là 9 giờ nó mở cửa rồi, nhưng bữa nay không có tội gì mà đi vô thư viện đó. Chơi khỏe ngoài. Rồi nó open rồi đây. Mấy cái cơ quan của Mỹ á, chính phủ á, thì luôn luôn nó có cái cờ. Để trước mình đi không có lo ăn gì hết. Đây Hiếu giới thiệu các bạn, đây là cái thư viện mình có thể ghé nè. Đây nè các bạn, để coi có chỗ để xe không. Thường mình đậu chỗ đầu đó thì nó có wifi nó mạnh lắm, còn không có là bắt buộc phải đi kiếm chỗ nào đó có wifi nói chuyện. Rồi chất quất rồi, người ta chiếm 3 chỗ ngon nhất rồi. Thôi leo lên lầu thôi. Ngày nước nó cũng bắt đầu nó tan nhưng mà đá vẫn còn. À, nó chiếm 3 chỗ này, 3 chỗ ngon nhất mình nó chiếm này. Mình đi trễ rồi hết nữa, 1 tiếng đồng hồ bị người ta chiếm rồi phải rồi. Chỉ chỗ đó có wifi thôi. À, nó gần ngay chỗ cái trục phát. Trời lọc nó đã nò lên rồi, đây mấy đứa nhỏ đi ra hồ nè. Bên cỏ đầu nhú lên rồi. Trời non bắt đầu mọc lên rồi. À. Đi, đi đâu? Đi hồ. Làm gì? Đi lấy con ốc. Bắt ốc hả? Ở Mỹ là nó rộng mênh mông cái rừng cây. Qua mùa đông thì nó đã tụi lá, bây giờ lá non đã nhú lên rồi. Rất là đẹp. Đây có những cây mà nó bị chết ấy, nằm ta vẫn để đây, ta không có làm đi đâu hết á. Làm phân luôn. Đi thay rồi. Mênh mông. Quậy quá, quậy quá. Quá quậy luôn, chị không nổi luôn á. Chăn cái đám này không là đủ mệt rồi nè. Có nhiều ốc với cá. Ở đây có không? Có cá con. Có snail kìa. Có một cây bụi. Đó, này nhảy xuống đi, bắt được không? Đó, đó đưa cho bà với cô coi kìa. Nhiều lắm nè, nhiều snail lắm. Quá trời luôn dưới kìa. Kìa kìa. Kìa thấy không? Thấy không? Kìa đó, nó thấy không? Nó snail quá trời luôn kìa. Đó. Rồi muốn dọc thì lội xuống đi. Không có sâu đâu, cạn mà. Kìa quá trời kìa, snail kìa. Đây nữa nè. Lấy cho nó đi con nó. Cho nó chơi thoải mái đi. Ước rồi anh tắm. Về tắm thay từ từ thôi, con làm đục nước rồi sao mà bắt. Thì mới có tay mà nó bắt rồi. Con phải nhìn thấy. Nè đây đứa nè, gần xịt nè, thấy không nè. Đây là chỗ người ta đi câu cá nè các bạn. Này, ta đi câu cá rất là nhiều ở đây. Nó ra đó chơi coi nước thì ra đó không tại đây. Đi ra con cá này thôi, con này cá nhiều lắm nè. Cho nó đứng lên nó coi chút đi. I want to. Rồi. Come here, come here. I just saw a black fish. It was so cute. Look at that fish. Rồi đi vòng kia coi cái kia. Bữa mà nước cạn leo qua bên kia được luôn á, leo qua bên kia á. Mẹ đi thám thính trước đi. Hồ rất là đẹp. Cưa đó.
nay cây nó chưa có một lá và bữa. Hello. What? They're so cute. Yeah. Where's the turtle? No turtle. There's a turtle right there. No. Con rùa, nó đã bắt con rùa chưa nổi không? Người ta đi xuống hồ, người ta câu cá nè, hoặc là người ta bơi ghe, dèo ghe, bơi xuồng, cano. Tiểu bang mình thì quanh năm nó lạnh, chỉ có được có mấy tháng thôi, cho nên người ta thích lắm. Người con người ta đang bơi ghe ngoài đó nè, đó, kia bơi ghe. Còn đây là người ta câu cá nè, câu cá đây. Nước cạn là chỗ đó đi bộ qua kia được luôn, cái đốc đảo đó. Nhà ở đây rất là mắc tiền, xung quanh hồ này rất là mắc. Thằng kia ta đi câu cá nào, thấy không? Còn đây ai thích câu thì ngồi trên bờ nhìn xuống coi người ta chơi. Có mặt ở đây các bạn, quay đi các bạn thấy nè, mình có mặt ở đây. Mình làm cameraman quay cho mọi người đi chơi đây. À, mọi người đang câu cá ở dưới, đang đi hồ ở dưới đó. Người ta đang bơi ghe nè. Bơi ghe ta câu cá ngoài hồ rất là đã. À, rất là ấn tượng. Bơi ghe câu cá sướng chưa? Đời thật là thú vị ha.